Ăn nhanh cho tâm hồn, số 141. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Chủ đề: Tại sao chúng ta làm những việc đó, cho cái gì? Lời Chúa: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Và khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Luca chương 6 câu 20 và 24. Con người nói chung, nhất là người Á Đông chúng ta, thường khá trọng mặt mũi bề ngoài hơn là chiều sâu bên trong. Chúng ta thường lo lắng quá mức bình thường về việc người khác nhìn tôi như thế nào, hay danh tiếng của tôi trong con mắt họ ra sao. Chẳng thế mà có nhiều người nợ như chúa trộm, nhưng vẫn sắm cho mình những món đồ trang sức đẹp, đắt tiền để mặc vào thân mỗi khi đi ra ngoài đường để mua tiếng khen đó sao? Hay ở đâu đó có những người chạy xe sang, đắt tiền, nhưng đi ở nhà thuê và ăn mì gói đó sao? Tại sao chúng ta làm những việc đó, cho cái gì? Khi chúng ta sở hữu nhiều đồ vật, nhưng lòng chúng ta cứ mải mê với những thứ đó, sống chết với vật chất và không còn thời giờ cho những thứ khác như đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, tương quan tốt với gia đình, bạn bè, thì giàu vật chất có cách nào đấy đang là họa. Chúng ta muốn mình tự làm chủ vận mệnh đời mình và vênh váo vì những thành công mình đạt được. Họa đó. Thiên Chúa dựng nên con người và muốn cho con người được hạnh phúc, sung sướng, giàu có, phú quý. Nhưng nhiều khi vì quá bận tâm đến những gì người khác nghĩ, nói về mình, mà chúng ta lao vào những công việc như con thiêu thân, hầu sở hữu được nhiều vật chất, tiếng khen. Khi đó giàu, nhưng không giàu mà là nghèo, là họa. Hạnh phúc đích thật không đến từ dáng vẻ bên ngoài, vì đó không phải là thực tại, nhưng đến từ bên trong tâm hồn. Vì lẽ những cái bên ngoài không bao giờ làm thỏa mãn mọi ước vọng của con người. Con người có thể nói là loài không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có, nên khi đó nếu có vật chất thì vẫn là nghèo, vẫn là họa. Người nghèo, người thiếu thốn được Thiên Chúa chúc phúc. Vì lẽ thông thường người nghèo dễ để cho Thiên Chúa đứng về phía mình và cần Thiên Chúa. Họ có phúc là nhờ thế. Có phúc là hệ tại ở việc để Thiên Chúa làm chủ mình. Có họa là do muốn tự làm chủ mình và lòng tham vô đáy, không bao giờ thỏa mãn những khát vọng vật chất của mình. Chuyện kể rằng, một nhà hiền triết có dịp đi ngang qua kinh thành của một ông vua danh tiếng nọ. Đang rảo bước, nhà hiền triết thấy một đồng xu nằm bên lề đường. Ông nhặt lấy nó. Nhà hiền triết thỏa mãn với cuộc sống đạm bạc ông đang có và không có nhu cầu tiêu xài đến đồng tiền xu này. Vì thế, ông có ý định trao tặng nó cho ai đang túng thiếu. Ông đi rảo quanh các nẻo đường trong thành phố suốt cả ngày mà không tìm ra được ai có nhu cầu. Cuối cùng, ông đến một chỗ để nghỉ ngơi và qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, nhà hiền triết thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới và thấy một vị vua với quân lính đã sẵn sàng đang điều binh đi xâm lược nước khác. Khi nhà vua nhìn thấy vị hiền triết đang đứng nhìn, thì ông ra lệnh cho đoàn quân lính của ông dừng lại. Ông đến bên vị hiền triết và hỏi: Thưa nhà hiền triết đầy khôn ngoan, tôi đang đi chiến tranh để chiếm đoạt nước khác, hầu vương quốc của tôi có thể được mở rộng hơn. Xin nhà hiền triết hãy chúc lành cho tôi để được chiến thắng. Dừng lại suy nghĩ trong giây lát, vị hiền triết cho nhà vua đồng tiền xu hôm qua ông đã nhặt được. Nhà vua bị bối rối và khó chịu với hành vi này của nhà hiền triết. Vì lẽ đâu ông cần một đồng xu làm gì? Ông đã là một vị vua giàu có rồi mà. Nhà vua tò mò hỏi vị hiền triết: Đâu là ý nghĩa của việc cho đồng xu này? Vị hiền triết giải thích: Thưa đức vua vạn tuế, thần nhặt được đồng xu này hôm qua nhân lúc đang đi lang thang trên các con đường trong thủ phủ của ngài. Nhưng hạ thần không có nhu cầu sử dụng đến nó,
Vì thế Hạ Thần đã đưa ra quyết định rằng sẽ trao nó cho ai túng thiếu. Hạ Thần đã đi quanh cả ngày hôm qua mà không thể tìm ra ai cần nó. Mọi người trong thành này đều sống hạnh phúc, an vui. Dường như là mọi người đều thỏa mãn với những gì họ đang có. Vì thế, Hạ Thần không tìm thấy ai để trao cho họ đồng xu này. Nhưng hôm nay, vị vua của vương quốc này vẫn có ước muốn để chiếm đoạt nhiều hơn nữa và đã không thỏa mãn với những gì ngài đã có. Nên Hạ Thần cảm thấy ngài là người đang cần đồng xu này. Nhà vua nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ ý định đi gây chiến tranh. Lời bình. Tất cả chúng ta nên học để biết hạnh phúc với những gì chúng ta đang có. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn muốn và khao khát nhiều hơn những gì ta đang có, nhưng đồng thời đừng lãng phí cơ hội thưởng thức những gì ta đang có. Ngoài kia có những người không có những gì bạn đang có, và đồng thời cũng có những người có nhiều thứ hơn bạn đang có. Đừng bao giờ so sánh, hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có. Bạn sẽ có một đời hạnh phúc. Hãy để Thiên Chúa ra tay. Hãy để Thiên Chúa làm chủ đời mình thì sẽ có phúc. Loại Thiên Chúa ra thì sẽ gặp họa. Cùng suy nghĩ và hành động. Tôi có đang vui thỏa với những gì hiện tại Thiên Chúa ban cho tôi? Như tôi vẫn còn đang sống, chưa đi bán muối. Như có các tương quan với gia đình, với bạn bè, cộng đoàn. Như sức khỏe, cơm ăn, áo mặc. Tôi đã biết huấn luyện tâm tưởng tôi suy nghĩ đến những giá trị cao đẹp như xây dựng bình an, công bằng không?